Em xin kính chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em lại lên tiếp tục lên chia sẻ đến các bác các loại lan đẹp các bác nhé. Hôm nay thì cũng có rất là nhiều loại đang có nụ và rất là nhiều loại lan rừng đẹp luôn. Các bác vào theo dõi video của em và đặt hàng ạ. Các bác đặt hàng thì gọi điện trực tiếp với em qua số điện thoại 039 45 47 hôm 221. Đấy, em nhắc lại nhé, số của em là 039 45 47 221 nhé. Số đấy cũng là số Zalo chính của em, các bác có thể add Zalo số của em nhé. Thì đầu video em sẽ lên, hôm nay em có nhiều loại lắm, phải đến hơn chục loại các loại luôn. Thì các bác vào theo dõi hết video của em và đặt hàng ạ. Các bác ưng loại gì thì các bác cứ chốt ủng hộ cho em theo mã nhé. Trước tiên em lên, hôm nay em về được một cái lô hỏa hoàng đỏ. Đấy, số lượng rất là nhiều đây, như em treo trên dán rất là nhiều nhá. Đấy, nhưng mà do chỗ nhà em nó hơi chật nên là em chỉ để ra được khoảng 5-10 rề để chia sẻ đến các bác. Đấy, nhưng mà số lượng nhà em có rất là nhiều. Đấy, treo trên dàn vì chỗ nhà em nó chật nên là cũng không bày ra được hết các bác ạ. Đấy, thì em lên trước đầu tiên là các cái mã của hỏa hoàng đỏ các bác nhé. Cái hỏa hoàng bình thường các bác mua chỉ có hỏa hoàng cam thôi. Đấy, nhưng cái hỏa hoàng đỏ này nó có ít lắm các bác nhé. Trên như em lấy hàng về bán cũng không có nhiều cơ. Đấy, phải nói là như thế, rất là ít luôn. Đấy, hỏa hoàng đỏ này. Đấy, em trước tiên em sẽ lên cái mặt hoa cho các bác ngắm qua đã này. Đấy, bông của nó màu rất là rực rỡ và ấn tượng các bác nhá. Đó, hỏa hoàng đỏ chụp tại nhà này, đẹp chưa cả nhà ơi. Đấy, siêu đẹp luôn các bác nhá. Đấy, đấy là bông của hỏa hoàng đỏ. Hàng này nó có rất là ít luôn. Đấy, thì các bác nào mà theo xem được video của em phải ủng hộ cho em nhé. Đấy, thì em sẽ lên cái mã 1 là một rề rất là nhiều cây luôn nha các bác ơi. Đấy, nguyên một rề, nhiều mẹ con, nguyên một búi một rề nhá. 250.000 cho rề mã 1 này. Đấy, bật hộ em cái đèn cái anh ấy. Rề mã 2 em chia sẻ cho các bác cũng là 250.000. To chưa cả nhà ơi. Đấy, đây là này nữa. Đấy, 250 cho rề mã 2 này, to lắm các bác nhá. Đây em đặt xuống gặt cho các bác xem này. Đấy, nhìn nó xếp nó to đẹp kinh khủng luôn. Mà nó nhiều cây các bác ạ. Đấy, nó là hàng tuyển chọn xếp đẹp nhá, chứ không phải là cái hàng loại đâu. Nên là các bác nhìn cây này các bác biết rồi. Đấy, 250.000 cho rề mã 1 và 250 cho rề mã 2. Bắt đầu em cái đèn ở đây cả. Rề mã 3 này. Đấy, rề mã 3 đây cả nhà ơi. Đấy, cũng là một rề siêu nhiều cây luôn các bác ạ. Rề mã 3 250. Rề mã 4 này cũng 250.000 này. Đấy, và rề mã 5 có một con ngọn xoáy 280.000 nhá. Đấy, bác nào lấy rề hoài hoàng nào thì ủng hộ cho em ạ. Đấy, lên 5 rề cho các bác để các bác chọn theo rề nhá. Tiếp theo em lên đây, em lên luôn mấy cái con tác phẩm trâu như. Anh bê em mấy cái trâu như yeah, gió to này. Đấy, đang quay thì trời gần mưa các bác ạ, em phải bật đèn. Đấy, cái gió to đi. Đấy, em lên mấy giò trâu như bệt các bác ơi. Cái loại này thì đẹp khủng khiếp luôn các bác nhá. Anh bê hẳn lên. Đây, em sẽ lên cái mặt hoa. Đấy, nó là một cái dòng cực kỳ là siêng hoa luôn các bác nhá. Hoa nó chi chít chỉ chịt luôn. Đây ạ, hoa chụp tại vườn em chụp lại này. Đấy, những cái bông này, lưỡi bạc tím các bác nhá. Đấy, nhìn nó quá là đẹp luôn. Cái dòng này bây giờ nó có ít lắm. Trước trên thị trường nó đã ít rồi, bây giờ nó còn ít hơn các bác ạ. Càng ngày càng không có hàng luôn. Đấy, trâu như lưỡi bệt nhá. Dòng này cực kỳ siêng bông luôn. Đấy, đây. Khỏe lắm các bác ạ. Đây, bộ mầm của nó này. Đấy, các bác nhìn bộ mầm này. Đẹp không? Đấy. Quá trời mầm luôn. Cái giò này là giò VIP các bác nhá. Quá nhiều mầm. Đấy. Đây, em quay cho các bác xem này. Cái phần bên dưới này, rất nhiều ki luôn. Cái phần bên dưới này các bác mà cắt ki ra thì cũng phải được 3 chậu lửa các bác ạ. 3 chậu lửa nhá. Quá nhiều. Đấy, cái giò VIP này bác nào lấy em chia sẻ với giá là 800 nhá. Giò to vật vã luôn, 800k. Đấy, giò VIP mã 1 này. Cái giò VIP mã 2. Đấy. Em có 2 giò thôi, có 2 giò VIP to thôi. Đây ạ. To đẹp chưa cả nhà. Đấy, bên dưới này rất nhiều ki nữa này. Nó khỏe, cái dòng này nó khỏe. Giò VIP mã 2 em chia sẻ với giá là 700. Bộ mầm siêu đẹp luôn các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Đấy, 700 cho giò mã 2. Và em có một cái dề. Dề này nó là cái dề bé hơn một chút, nhưng mà mầm lên rất là đẹp đấy các bác ơi. Đấy, mầm lên rất đẹp nhá. Đây, thân dài bên dưới còn ra đầy kỳ, nó khỏe đến nỗi như thế cơ các bác ạ. Đó, cái dề này bác nào lấy em chia sẻ với giá là 350.000 cho dề này, là dề mã 3.
dề mã 3 đi, trông như bệt nhá. Đấy, mã 3 đấy, có hai giò VIP và một dề 350. Để bác nào sưu tầm giống thì ủng hộ cho em nhá. Cái loại này bây giờ nó có ít lắm, cũng không còn nhiều đâu. Các bác sưu tầm thì ủng hộ cho em. Tiếp theo em có mấy cái em lên trồn đi. Tiếp tục em lên trồn này. Trồn này là trồn lá mít xếp bông thơm các bác nhá. Em sẽ lên cái mặt hoa chụp tại nhà. Đấy, đây em cầm chụp tại nhà luôn các bác này. Đó, đẹp chưa? Quá là đẹp luôn. Bông rất là dài các bác nhá. Vì cây của nó cây to mà, cây to xếp mà nên là bông của nó cũng rất là đẹp. Em sẽ lên cái mã 1 này. Mã 1 là cây 2 cây VIP này. 330.000 cho chậu mã 1. Đấy. Giò mã 2 330. Giò mã 3 2 cây xếp to và 1 cây con. 350.000 cho giò mã 3. Giò mã 4 cũng là 2 cây mẹ và 1 cây con, 350.000. Đấy, có cây con thì em chia sẻ là 350 nhá. Đấy là trồn bông đẹp các bác nhá. Tiếp theo em có ít trầm trầm trắng. À đây, lên luôn mấy cái cây này. Mấy cái cây nhạn 4N giá thanh lý luôn các bác nhá. Nó hơi tối nhưng các bác chịu khó xem giúp em một chút. Đấy. Cây nhạn 4N thanh lý, 4N đấy các bác biết rồi đã. Bông của nó cực kỳ to và đẹp. Đấy, cây 4N mã 1 này em chia sẻ cho các bác với giá là 90.000. Chuẩn nhạn 4N em có một ít em bán thanh lý lốt, chứ còn bình thường giá 4N bây giờ vẫn rất là cao. Đấy. 90.000 cho cây mã 1 này. Cây mã 2. Cây mã 2 rất là đẹp, lá mít 120.000 cho cây mã 2. Cho cây mã 2. Cây mã 3. Cây mã 3 này em chia sẻ với giá là 65.000. 65.000 cho cây mã 3. Và cây mã 4, đây, cây mã 4 to này. Mã 4 to nhưng nó mất một lá. Cây mã 4 em chia sẻ với giá là 100.000 nhá. Đấy, có 4 cây thanh lý để chia sẻ với các bác. Và em có một cái mã trâu. Rất nhiều cây lộn xộn như này, cả rừng cả thái. Đây ạ. Một cây này. Hai cây, cây này thì rất là đẹp, có quả con này. Hai cây này. Ba cây này. Đó. 4 cây này và 5 cây. 5 cây này em để cho các bác với giá là 120. Để cho bác là về ghép được một giò to vật vã luôn, to đại bự luôn, 120.000 cho chỗ này luôn nhá, thanh lý. Tiếp theo em có các cái mã của hải yến hoa trắng. Đây ạ, hải yến hoa trắng thì các bác biết rồi đấy ạ. Trên thị trường nó chỉ là hải yến tím thôi, nhưng mà đây hải yến hoa trắng các bác nhá. Bông của nó đây. Trắng không tì vết luôn các bác ơi, trắng tinh luôn đấy ạ. Đang có nụ nhá. Hàng em chia sẻ toàn bộ là hàng cây xếp đang có nụ. Đây em chia sẻ với giá là 180.000 cho một chậu đây. Cây nào cũng có nụ hết, 180. Và có duy nhất một cái chậu này là 3 cây này. 230.000. Đấy, để giao lưu đến các bác. Có một chậu duy nhất này là to và 3 cây. 230.000 nhá. Đấy, bác nào lấy thì ủng hộ cho em. Hải yến hoa trắng nhá. Số lượng em còn khoảng gần chục cây thôi. Đấy là đang có nụ nhá, đang nụ hết rồi đấy ạ. Tiếp theo em lên chia sẻ trầm trắng. Trầm trắng tinh nhá, hàng bảo hành hoa cho các bác luôn. Đấy, em có một cái chậu này này. Đấy, trầm trắng này. Em chia sẻ chậu này với giá là 430.000 cho chậu trầm trắng này. Mã 1 này. Mã 2 này. To đùng đổ đoàn luôn. Mã 2 này chậu VIP nhá, 800.000 cho chậu mã 2. Và em có mấy cái giò nhỏ nhỏ này thanh lý lốt này. Đây nhá, cái giò mã 1 là cái giò mã 4 đi. Đang còn hai bông hoa sót lại này. Đây. Đấy, giò này em chia sẻ 120 cho giò mã 4. Giò mã 5 130. Giò mã 6. Giò mã 6 to này, mầm lên đẹp này, 150 này. Đấy, trầm trắng các bác nhá. Thì bác nào lấy trầm trắng thì ủng hộ cho em. Đấy. Tiếp theo, em lên một lô nữa là Koraskoki. Koraskoki của em là hàng chuẩn giống xưa cả nhà nhá. Đây em sẽ lên cái mặt hoa. Em sẽ lên cái mặt hoa Koki này. Bông cực kỳ đậm và thơm. Bông to như cái miệng cốc ấy các bác ạ. Đấy, chụp tại nhà luôn cho các bác thưởng thức cái thưởng lãm cái giò Koki, bông nó đẹp lắm. Với cái lô này của em được cái lô này nó lụ muộn các bác nhá. Bây giờ đang có nụ hết rồi. Chậu nào cũng có nụ hết. Đấy, thì các bác sưu tầm Koki chơi thì ủng hộ cho em. Em chia sẻ chậu to này này. Chậu to 2 cây này là 500.000 cho một chậu các bác nhá. Chậu mã 1 này.
hai cây to xếp đẹp không? Đấy, 500.000 cho chậu mã 1 này, đang có nụ nhá. Chậu mã 2, hai cây này đẹp chưa? Đấy, chậu này hai cây quá đẹp luôn. Mã 2, 500.000. Mã 3, cũng 500k. Mã 4, mã 4 này là 350 này cả nhà ơi. Mã 4 cũng đang có nụ 350. Và mã 5 cũng đang có nụ, mã này 370. Hai cây to nhá, 370. Đấy, bác nào lấy Koraki để ủng hộ cho em. Nhạn A3, vai vàng lưỡi trắng. Nhạn A3 vai vàng lưỡi trắng này. Cái dòng này thì em sẽ bán là chuẩn hoa các bác nhá. Đây mặt hoa của nó đây. Em sẽ lên cái mặt hoa này. Đấy, nhạn A3 hoa vàng lưỡi trắng này. Đấy, em chia sẻ chậu cây đơn này với giá là 230.000 cho chậu mã 1. Đấy. Chậu mã 2 là hai cây to cây đôi, em chia sẻ là 500k cho chậu mã 2. Và chậu mã 3 này em chia sẻ với giá là 500.000 nhá. Đấy, bác nào lấy chậu cây đôi thì chốt cho em là 500k. Tiếp theo em có hai cái chậu hài dâu xanh. Hài dâu xanh các bác nhá, hài dâu xanh này bông của nó đẹp lắm. Bông của nó rất là ngộ nghĩnh. Đấy, hài dâu xanh thì hoa nó sẽ nở vào tầm mùa thu, tháng 9 đến tháng 11. Đấy, bông hài đây em lướt lại em tìm lại cho các bác đây rồi. Đấy, tìm lại cho các bác cái bông hài này. Đẹp chưa? Đó, bông hài dâu xanh nhá. Hàng thuần vườn nâu rồi đấy ạ. Cái chậu mã 1 này em chia sẻ với giá là 300k. Và cái chậu mã 2 này em chia sẻ với giá là 300 nhá. Đấy, bác nào lấy hài dâu xanh thì ủng hộ cho em. Tiếp theo em có mấy cái mã của nhạn trắng hay gọi là bạch nhạn. Hàng thuần vườn rất là lâu rồi, bộ rễ thì khỏe lắm rồi các bác ạ. Chậu mã 1 350 này. Chậu mã 1 to đùng 350. Đấy. Chậu mã 2 cũng rất là to đẹp. Chậu mã này em chia sẻ với giá là 320.000 cho chậu mã 2. Và chậu mã 3 to này, 33 350. Thì bác nào lấy thì chốt cho em nhé. Bạch nhạn, nhạn trắng nhé. Tiếp theo em có các cái chậu của dáng hương mặt trời đỏ. Đây, bông. Bông của nó đây các bác nhé. Đây, bông của cái dáng hương mặt trời đỏ này. Đây ạ. Đây, mặt hoa đây, nở tại vườn này. Rất là đẹp các bác nhé. Cái bông này hoa của nó thơm lắm. Đấy, dáng hương mặt trời đỏ nhá. Em chia sẻ cái dáng hương mặt trời đỏ này, chậu cây đôi này 350.000 cho một chậu. 350.000 cho một chậu cây đôi hàng thuần vườn như này các bác ơi. Đấy, 350.000 cho chậu A10. A11. Đấy, cũng chậu cây đôi. A12 này cũng là chậu cây đôi này. Và A13 cũng là chậu cây đôi. Và em có một cái chậu con này là con mặt dáng hương mặt trời đỏ lá nhân. Con này 280. Đấy, riêng chậu này em chia sẻ là 280 này. Thì bác nào lấy con này thì chốt cho em nhé. Tiếp theo em có con nhạn này đang có nụ đây. Em sẽ chia sẻ đây. Nhạn đang nụ này. Đấy, đang hoa. Bông của nó to cực kỳ luôn các bác ạ. Bông to như cái miệng chén ấy. Đấy, con đang hoa này em chia sẻ là 250 này cho con mã 1 này. Con mã 2 đang nụ cũng 250 này. Con mã 3 cũng nụ này, cũng 250 này. Con mã 4 này cũng đang nụ 250 nhá. Và cuối video em có mấy cái mã của, có hai cái mã của trầm lai phi điệp. Đây, bông của nó lai giữa mùi trầm với cả mùi phi điệp nên nó cực kỳ thơm nhá. Em chia sẻ cái giò mã 1 này, mầm lên rất là đẹp này. 180.000. Vừa lụ vừa hoa các bác nhá, vừa lụ vừa trúng này. Đấy, 180 cho mã 1. Mã 2 cái thân thì nó đang trúng đây các bác ơi, thân rất là dài. Thân này dài phải tầm 80. Đây, mầm lên rất là đẹp đây. Cũng 180.000 nhá. Chấm lai phi điệp. Thơm, siêu thơm luôn. Đó. Tiếp theo em có một cái chậu Bangkok VIP. Bangkok VIP này. Đấy, mặt trời Bangkok VIP đây. Hoa nở phải đến nửa tháng, một tháng rồi vẫn chưa thấy tàn. Và cây bên này đang có hai ngồng nụ các bác nhá. Cây bên này còn đang có hai ngồng nụ nữa cơ. Đó. Đây. Chậu Bangkok VIP này bác nào sưu tầm em chia sẻ với giá là 1.200.000 các bác nhá. 1.200.000 cho cái chậu Bangkok VIP này. Đấy, bác nào lấy thì ủng hộ cho em ạ. Nhạn tháng 8 Gia Lai. Đây, nhạn tháng 8 Gia Lai này. Em chia sẻ cái chậu này với giá là 1.100.000 các bác nhá. 1.100.000 cho nhạn tháng 8 Gia Lai đang nứt lụ. Đang nứt lụ này, 1.100.000 này. Và cái cây này là cây mã 2 của nhạn tháng 8 Gia Lai. Cây này em chia sẻ với giá là 900 nhá. Đấy. Bác nào sưu tầm loại gì thì có thể gọi điện qua cho em. Đấy thì thời lượng video của đây là kết thúc nhá. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.
Các bác đặt hàng thì gọi điện trực tiếp qua số điện thoại giúp em nha. Em xin chào các bác ạ.